bước chân đi, núi xanh và mái đỏ, con đường nhỏ em đi. Tôi đưa em đến Cà Phê, tôi đưa em đến Venice, nước xanh muôn màu, mắt xanh đã xinh, với em một mình. Vâng, thưa quý vị đang nghe chương trình Văn nghệ Bốn Phương do Đăng Khánh và Phương Hoa phụ trách vào mỗi thứ năm đầu tháng từ 12:30. Xin được kính chào quý vị và chào anh Đăng Khánh. Vâng, Đăng Khánh xin kính chào quý vị thính giả và chào Phương Hoa. Thưa quý vị, nhớ quý vị quá, như vậy là cái tháng này đã đặc biệt là nó mình 5 tuần mình mới gặp lại nhau. Trên nguyên tắc là đáng nhẽ chỉ có 4 tuần là gặp lại nhau. Như vậy anh Đăng Khánh nói nhớ quý vị quá, điều này chứng tỏ người cũng còn hãy trẻ chứ chưa chưa già. Bởi vì thật ra Phương Hoa nói thì quý vị đừng buồn, nhưng mà sau cái show vừa rồi mệt quá rồi, 2-3 tuần nay mình thấy nó đi qua chỉ trong giống như là mới có 1 tuần vậy đó, tức là cũng chưa có relax đủ. Mà anh Đăng Khánh tuần trước anh bảo nhắc nhé, tuần sau phải đi làm show đấy, thì lúc đó Phương Hoa mới tỉnh ra là ồ, hóa lại đến show rồi. Thành ra như vậy là chứng tỏ là một người còn trẻ mà một người thì đã già đấy cũng quý vị ạ. Không, trẻ mãi không già, người có những người trẻ mãi không già, đến suốt đời trái tim vẫn còn nguyên như vậy đấy. Ôi giời ơi, thế cũng chết. sự thật ra thì vì ở nhà bảo nhau chứ này. Một tháng lên gặp quý vị một lần, nói chuyện với nhau văn nghệ cho nó vui. Thành ra mình cứ nghĩ là ở 4 tuần là sắp đến lần mình rồi. Thế cứ nhìn lại hóa ra rằng thứ năm vừa rồi nó rơi vào ngày 30. Cho nên mình được ăn gian một tuần. Thành đâm ra nhớ quý vị quá là thế. Thưa quý vị, suốt từ hôm nói thì nói với quý vị cho vui đấy. Nhưng mà từ hôm gặp gỡ quý vị, nói chung là những người yêu nhạc trong cái chương trình Tình Ca Muôn Thuở 2016. Phương Hoa và Đăng Khánh thực hiện hôm vừa rồi, thì từ đó đến nay thấm thoát vậy mà nó trôi qua cũng khá nhanh rồi đấy, chứ nhỉ, cũng 3 tuần rồi mà. Thú thật với quý vị đấy, sau một cái chương trình nhạc như vậy bao giờ nó cũng mệt ghê lắm cơ. Và Phương Hoa là cứ đến gần cái ngày chót hôm sau đó, khi mà ca sĩ đi về hết hôm thứ hai là về nhà là khản tiếng, không nói tiếng nào cả, và đến tối là quay ra là đi ngủ như là muốn chết lu bù ly bì 3 ngày mới tỉnh dậy được. Vâng, bây giờ thì tỉnh rồi thôi. Tả oán quá, quý vị bảo thì tại sao khổ thế mà sao cô cứ đi làm. Thưa quý vị, thật ra là tại những người bên cạnh chứ không phải tại quý vị, mà cũng chẳng phải tại Phương Hoa nữa. Người này ở không người nó buồn thì ra lại dụ Phương Hoa, hay là mình làm cái này cho vui đi, hay là mình làm cái kia, phải không ạ? Không, nhưng mà này, không bao giờ có cái chuyện gì mà một người mà nó có thể xảy ra được. Cái nếu cái không, chuyện là chuyện của nó xảy ra hai người, nhưng mà có một người bị dụ chứ không phải gì. Trong cái trường hợp này phải nói là nó là 3 người, là bởi vì thính giả đồng ý nghe. Rồi là quý vị cũng trách nhiệm. Rồi có người đứng ra chịu trách nhiệm, rồi có một người thì thích bày ra chương trình. Nhưng mà nói với quý vị vậy cho nó vui thôi. Phải cả hôm nay lên đây, cái mục đầu tiên Phương Hoa với Đăng Khánh định nói chuyện là lên đây để cảm ơn quý vị đấy. Thì Phương Hoa định cảm ơn quý vị thính giả và những người yêu nhạc như thế nào, thì Phương Hoa bắt đầu đi. Từ nãy giờ nói như vậy là cũng đã muốn cảm ơn quý vị rất là nhiều rồi. Thật ra nếu mà không có quý vị ủng hộ, không có quý vị mà gọi là thúc đẩy nữa, thì thật sự ra những việc làm khó khăn ngoài cái nghề nghiệp thật của mình thì cũng khó lắm đấy quý vị. Nhưng mà được cái là biết là quý vị cũng yêu dòng nhạc, mình cũng yêu dòng nhạc đó, mặc dù thực hiện thì thật là khó, nhưng mà xong mỗi một lần nên là y như Phương Hoa nói là như đẻ con vậy đó, tức là thực hiện xong rồi thì thấy trời ơi vui quá, thì lại nghĩ là không biết là lần này vui như vậy mà bao giờ mình lại có một lần nữa. Thì quý vị cứ chờ đến, nếu mà người trẻ đó thì đẻ con thì nó mắn nó mau, còn người già thì đến tuổi già thì chắc là đẻ khó, mà có khi là phải tịt luôn. Thì mình còn phải tùy theo cái sức khỏe, thưa quý vị. Nhưng mà thật sự ra không phải là để nói gì, nhưng mà Phương Hoa muốn là một lần nữa, Phương Hoa cũng đã cảm ơn quý vị nhiều lần trên sân khấu, nhưng mà hôm nay có nhiều quý vị không đi được trong cái ngày hôm đó, và cũng rất là ủng hộ tinh thần cũng như là ủng hộ cả vật chất nữa. Thì Phương Hoa mượn cái làn sóng ngày hôm nay đây để mà một lần nữa cảm ơn tất cả các quý vị trong thành phố Houston này. Quý vị đến nghe chương trình, hay là quý vị bận không nghe được, mà quý vị ủng hộ chương trình bằng tinh thần cũng là một cái điều khích lệ. Phương Hoa xin được một lần nữa cảm ơn quý vị đã yêu cái dòng nhạc đó, cũng giống như Phương Hoa và anh Đăng Khánh yêu cái dòng nhạc thính phòng nó như vậy, và tổ chức khó khăn như vậy, nhưng mà
đã đưa đến một cái buổi nghe nhạc thật là vui và phải nói là thật là lý thú, ai ra về cũng khích lệ, thì Phương Hoa cảm ơn. Nhưng mà không phải chỉ một mình anh Đăng Khánh và Phương Hoa có thể làm được việc này. Trước nhất phải cảm ơn quý vị thì đã đành rồi, kế đến phải cảm ơn tất cả những người nghệ sĩ họ cũng vất vả trong cái show này hơn những cái show mà họ đi thường ngày lắm, thì cũng là cảm ơn nhiều, nhất là ban nhạc. Quý vị không biết là ban nhạc là tập hợp của tất cả những người ở nhiều nơi mà cuối cùng trình diễn được như vậy, thì Phương Hoa thấy là họ cũng đã phải tập luyện theo ca sĩ cũng rất nhiều rồi, thì không kể đó là cảm ơn những người đã hỗ trợ cho cái chương trình này. À, phần tài chính để mà có thể thành công được như thế này đó là những người đã mua vé bảo trợ cho cái chương trình, thì đấy là gọi tất là cả các quý vị mạnh thường quân, mạnh thường quân đấy. Có những quý vị, có những cả những quý vị không đi được mà cũng có gửi check để ủng hộ Phương Hoa nữa, thì cái điều đó nó làm Phương Hoa rất là cảm động, vì quý vị biết là hãy làm cái gì mà cứ lỗ quá thì không ai dám làm, ít nhất thì cũng phải bình thường hoặc lỗ tí xíu thôi, thành ra quý vị cũng hiểu như vậy, cho nên là quý vị đã ủng hộ, và nhất là quý vị đã ủng hộ để mà khuyến khích bạn bè rủ nhau để đến nghe. Phương Hoa cảm động vô cùng, là ngay từ khi mới mở cái chương trình ra đó, Phương Hoa đã nói mấy lần rồi, bây giờ phải xin nói một lần nữa, đó là có những quý vị, thí dụ như chị Holly Lê, vừa mới nghe đầu tiên thôi là chị đã đến ngay lập tức, chị nói là cho chị bảo trợ cái chương trình này. Rồi thì là có những người bạn của Phương Hoa nói là tôi đã gọi hết tất cả các bạn rồi, tôi mua 30 vé. Rồi có những người, thành ra có những người rất là cảm động. Ở bên Kim Sơn cũng vậy kìa, Thủy. Vâng, đi Việt Nam, trước khi đi Việt Nam mà gọi cho Phương Hoa mấy lần, thì đúng cái tuần đó Phương Hoa lại có một người em của anh Đăng Khánh đau nặng ở bên tiểu bang xa, cho nên anh Đăng Khánh Phương Hoa phải sang bên đó mất 2 tuần. Thành ra 2 tuần đó Phương Hoa đi mà điện thoại Phương Hoa loạn quạng thế nào, chẳng hiểu, chẳng liên lạc được với ai. Nhưng cho nên lúc về tất cả mọi cái, mà khi mà hôm mà đến show đó, mình bảo hôm nay mình muốn cảm ơn quý vị bằng tất cả cái tấm lòng thật của mình đó, là vì khi mình nhìn những người ngồi trong thính phòng, thứ nhất đó là tất cả các quý vị đó vốn xưa nay đó là yêu cái loại nhạc này, nhưng mà nói thành thật ra là yêu cái chương trình của cô Phương Hoa tổ chức đó, quý vị đồng ý không? Có rất nhiều quý vị nhà sẽ gật gù và chả biết tôi có yêu ông Đăng Khánh hay không, tôi không biết, nhưng mà cô Phương Hoa tổ chức nhạc thính phòng là đi, các bác, các người lớn tuổi và nói với các con là bố mẹ, tại vì mọi người tin tưởng Phương Hoa hơn tin anh Đăng Khánh, đàn ông vui vẻ nói một chỉ được nửa thôi. Đấy, hoặc là các quý vị mạnh thường quân, các quý vị cơ sở thương mại mà có những người rất là thân với lại Phương Hoa. Phương Hoa phải nói là kỳ này trong cùng một cái giai đoạn là khoảng 10 ngày, tức là có 2 tuần lễ đầu đuôi 10 ngày thôi, mà Houston có tới 6 chương trình, mà chương trình nào cũng là vĩ đại đi. Và chương trình nào thì thật sự ra nếu mình có đủ tiền và cũng như là có đủ thời giờ là mình cũng muốn đi. Thế nhưng mà để chọn chỉ một chương trình để đi thôi đó thì thật sự ra là cũng khó nghĩ, mà chương trình của Phương Hoa đông đầy như vậy, và Phương Hoa không, nhiều người thấy anh Đăng Khánh làm một cái chương trình quá tốn kém như vậy thì cũng rất là lo, nhưng mà thật sự ra là cũng nhờ những quý vị mạnh thường quân, cho nên là Phương Hoa bán vé với giá rất là bình thường mà cũng không có đến nỗi phải lỗ lã nhiều, thì đấy là điều mừng. Chứ còn mọi người nhìn vào thì Phương Hoa thì chỉ có nước chết thôi, bởi vì làm sao 6 show trong cùng một thời gian khoảng 15 ngày thôi. Chủ nhật trước, chủ nhật đó và chủ nhật sau. Rồi không kể mấy những cái show thưa gọi là về xã hội nữa. Thì đấy là những cái mà Phương Hoa hôm nay thật sự là phải cảm ơn. Tại vì khi mình làm một điều gì, dù là làm điều đó không phải là do lợi nhuận, nhưng mà khi nó thành công đó thì mình cũng vui. Mà cứ quý vị ơi, cái niềm vui này của Phương Hoa và Đăng Khánh nó không chỉ một ngày, nó vui đến cả bao nhiêu lâu. Cứ mỗi một lần mở một bản nhạc trong show ra nghe thì lại nhớ lại trong cái thời gian rất là khó khăn, nhưng mà đồng thời cũng lại vui trong cái ngày hôm đó. Ngày hôm đó thì phải vui vô cùng, dạt đầy hết tất cả, và ai đến ra về cũng rất là vui. Mà ban nhạc họ đến chơi xong họ về họ cũng sung sướng, ca sĩ về cũng đó. Happy, điều đó là vui rồi, và nhất là thính giả happy là Phương Hoa vui. Phương Hoa vẫn cứ nói với quý vị mãi, gọi là tâm sự với quý vị mãi, là làm cái việc này đó, làm cái việc âm nhạc, tổ chức nhạc, nghe nhạc như thế này đó, cái trách nhiệm đối với người nghe đã là nhiều và là chính rồi. Tức là quý vị tin tưởng vào cái chương trình nhạc, quý vị bỏ tiền ra, quý vị đến nghe, làm thế nào để cho quý vị nghe nhạc xong ra về thoải mái và hài lòng, thì cái đó là cái trách nhiệm đầu tiên. Thế nhưng mà thật ra trong thâm tâm những người nghệ sĩ như chúng tôi đó, là mình mời ca sĩ về đây, mình làm ban nhạc, tổ chức tập dượt đủ các cái như thế đó,
mà nếu nó không thành công á, thì cái trách nhiệm mà mình làm buồn lòng mấy cái người ca sĩ đó, đó, những người nghệ sĩ đó, cái trách nhiệm đó đối riêng với Đăng Khánh nó lớn lắm. Là bởi vì nghĩ thế nào, nếu mà những ca sĩ nổi tiếng như là Tuấn Ngọc hay Trần Thu Hà hay là Thiên Tôn hay là Khánh Hài, bất cứ ai về hát mà rồi khi ra về buồn vì thấy không thành công thì mình thấy mình thấy áy náy. Mặc dù là lương thì họ vẫn lấy đủ nhưng mà họ cũng không có vui bằng vui, mà chính vui thành công. Thành ra cái sự mà hưởng ứng của quý vị nó quan trọng vô cùng, rất là quan trọng và nó nói lên nhiều điều lắm. Cái việc mà chúng mình làm với nhau chương trình nhạc nó đã nói lên nhiều điều rồi. Mà cái quý vị hưởng ứng, quý vị đến đây, tất cả những khuôn mặt thân quen từ xưa đến nay vẫn yêu Nhạc Thính Phòng, không có thiếu ai, những người bạn trong thành phố đã nói lên rất nhiều điều, nói lên những điều như rằng là chúng ta yêu nhạc Việt của chúng ta muốn giữ được cái âm nhạc Việt Nam trong cái tình trạng tốt như thế, và đồng thời quý vị cũng chứng tỏ cho ban tổ chức biết là các anh chị làm cái này là hay đấy, tôi vẫn ủng hộ đi nhá đó. Tại vì Phương Hoa bảo là tùy theo quý vị, nếu không cho chúng tôi làm nữa thì chúng tôi cũng không còn làm được nữa. Nhưng mà nói chuyện đến giờ này không phải chỉ có một cái đó, bây giờ thật ra cái vấn đề sức khỏe họ là quan trọng lắm. Năm nay Phương Hoa thành thật là làm xong chương trình Phương Hoa mệt đến mấy ngày. Ngày xưa cái những năm trước mình còn khoảng ở cái độ tuổi 4 mấy, 5 mấy, 6 mấy thôi, bây giờ lên 7 mấy rồi, quý vị ghê quá không cứ nói nữa. Cô Phương Hoa 7 mấy rồi. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì một lần nữa Phương Hoa xin được cảm ơn tất cả các quý vị thính giả đã đến hưởng ứng chương trình, và nhất là cảm ơn tất cả các vị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ mua vé bảo trợ và bảo trợ cho chương trình, và cũng không quên cảm ơn Đài Phát thanh Sài Gòn 900. Không có cái phương tiện này Phương Hoa không có truyền hình, không có cái gì cả, báo chí cũng không nữa, mà cũng không hiểu tại sao mà cũng không có chậm chạp trong cái vấn đề quảng cáo, cho nên rằng là chỉ có mỗi cái thỉnh thoảng lên đài là một, với lại nhờ đài thông báo mà chương trình cũng được đến tay tất cả mọi người, và quý vị đi đông đủ như vậy. Và Phương Hoa ngày hôm đó không thể nói có cái gì hạnh phúc bằng là khi Phương Hoa đến trễ hơn là cái ban nhạc, thì đến nơi là đã đầy tất cả một phòng, và ngồi Phương Hoa ngồi coi ít lắm, đứng đằng sau nhìn cả một cái phòng đó nó kín người và yên như tờ, và nghe nhạc thật là hay. Phương Hoa hạnh phúc vô cùng. Thôi cảm ơn quý vị một lần nữa. Bây giờ để bù với quý vị, những một số quý vị nào mà hôm đó không có cái phương tiện để đi nghe một cái chương trình live, thì bây giờ đây là một bản nhạc Phương Hoa thu được ngày hôm đó. Để Đăng Khánh nói cho, tức là Phương Hoa muốn bù. Vâng. Muốn đền bù lại cho quý vị nghe lại đi, không đến đây được là một vì lý do nọ kia, và những bạn ở xa cũng vâng. không về đây được vâng. Thì thành ra là Đăng Khánh đã nhờ, dĩ nhiên như Đăng Khánh đã hứa là đã quay phim toàn bộ, nhưng mà bây giờ mới edit được một bài. Là mỗi một bài thôi, trên internet thì bỏ nhiều bài nhưng mà mỗi cái bài này đã edit rồi đó. Còn thì thành ra Đăng Khánh thu có Đăng nhiều, Khánh muốn, có nhiều thính giả thu bằng cái máy thường bỏ lên thì nghe nó chưa đúng, chưa hay, nhưng mà bây giờ đây là bài này đã được thu direct từ trong máy ra và đã edit rồi, đã được edit rồi, thành ra nghe cũng được lắm. Bây giờ quý vị nghe Tuấn Ngọc nhé, vì Tuấn Ngọc là một trong những nam ca sĩ thính phòng mà Phương Hoa nghĩ là nếu mở nhạc thính phòng mà không có Tuấn Ngọc thì sợ nó không thành nhạc thính phòng. Trưởng môn hả? Trưởng môn của ông Nguyễn Hồng Ngạn ông đã nói đây là trưởng môn của dòng nhạc thính phòng mà ông ấy cũng thích, mà rất nhiều người thích luôn, mà Phương Hoa thì cũng rất là thích. Vâng, bây giờ mời quý vị nghe bản nhạc mà cũng là bản nhạc mới nhất của nhạc sĩ Đăng Khánh, đó là nhạc phẩm Hà Nội Ra Đi Khó Quên với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc live. Đây là chương trình thu live chứ không phải là thu theo video. Hôm đó trên ngày hôm đó trên sân khấu với cái ban nhạc mà 2/3 là người Mỹ và 1/3 là người Việt, mà họ chơi rất là hay. Vâng. Mời quý vị thưởng thức. Mời quý vị nghe Hà Nội Ra Đi Khó Quên. Thank you.
giờ ra sao hỡi em, sân ga cũ có còn em đứng đợi, có còn em trong sự khuya lạnh giá. Lâu lắm rồi tôi không về thăm nhà, chuyện nhà bây giờ ra sao hỡi em. Tôi đi mãi không về thăm phố nhỏ, có còn không con dốc xưa hiền hòa. Hôm nay tôi về thăm Hà Nội của tôi, lang thang tôi tìm bên bờ hồ năm xưa. Tôi chỉ thấy có một chiều đỏ máu trên vai em, chiếc lá vàng ngập nước mắt lòng lạnh để sông hồng tìm chiếc lá diêu vương. Lâu lắm rồi tôi không về thăm nhà, Hà Nội bây giờ ra đi khó quên. Căn gác cũ màu thương vui vẫn đợi, bóng hoàng hôn quất sau cùng nhà mới. Lâu lắm rồi hôm nay về thăm nhà, Hà Nội bây giờ đông vui với em. Tôi không nhớ những đường tên quá lạ, có còn đâu con dốc xưa hiền hòa. Hiền hòa.
quý vị. Vâng, thưa quý vị, quý vị vừa mới nghe nhạc phẩm Hà Nội Ra Đi Khó Quên, là nhạc phẩm mới nhất mà Đăng Khánh mới viết đây, còn chưa khô mực nữa. Và anh Tuấn Ngọc, anh đã có nhã ý bất ngờ hát trong cái chương trình hôm vừa rồi. Thưa quý vị, nếu mà những quý vị nào hôm vừa rồi không đi hoặc là muốn nghe lại những cái chương trình đấy thì có thể vào dangkhanh.com thì có thể nghe được lại một số bài. Mặc dù Đăng Khánh edit tới đâu đó thì sẽ bỏ lên trên dangkhanh.com để quý vị theo dõi và thưởng thức lại cái chương trình Nhạc Thính Phòng 2016 vừa rồi. Chỉ mới có một bài Hà Nội Ra Đi Khó Quên là được edit, còn những bài khác là thu direct từ game camera thường của một bạn. Do một bạn, yêu nhạc gửi đến, thành ra Phương Hoa nghĩ là nếu nghe mà bà chưa edit thì nó cũng chưa hay bằng, nhưng mà cũng rất là hay. Thưa quý vị, bây giờ để xin gửi đến quý vị một bản tin khác nữa, cũng nói đến về một người nhạc sĩ mà lão thành đấy, tức là tuổi cũng hơi lớn rồi đó, tức là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Thì ông hiện giờ vừa mới qua một cái cơn bạo bệnh mà phải nằm nhập viện khá lâu và cũng có vẻ hơi nguy hiểm. Đó là bệnh về đường phổi. Ông bị khó thở và ông đã đi vào hôn mê một thời gian ngắn. Sau đó thì bây giờ ông đã tỉnh lại và đó cũng là một qua người rồi, cũng qua rồi, nhưng mà sắp sửa ở trong Việt Nam có sẽ làm cho ông một cái show có cái tên gì cũng đặc biệt lắm. Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm. Lặng lẽ tiếng dương cầm. Có cái bản nhạc tên là Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm. Vâng, thì là vì ông ra mắt cái album đặc biệt đó do Đức Chí, nhạc sĩ Đức Chí khởi xướng và thực hiện cho ông Nguyễn Ánh Chín cái CD Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm, và sẽ sắp sửa cho ra mắt thì phải. Vâng. Hay là vừa cho ra mắt rồi đấy, mới đây này. Thì ông, tự vì sau cái đó thì ông cũng hơi mệt đó, đáng lẽ là không có xuất hiện được đấy, nhưng mà nghe nói nó cũng bị hôn mê mất thời gian ngắn ông ở trong bệnh viện cũng khá lâu. Nói cho cùng ra bây giờ ông Nguyễn Ánh Chín thì hình như cũng 78 hay 76 77 thì rồi chứ. Ông sinh năm 1939, tức là độ 77. Vâng, độ 77 đấy. Nhưng mà tại sao cái số 9 nó cứ đứng vào ông ấy, tại vì Nguyễn Ánh rồi lại thành Nguyễn Ánh Chín thì cái đó Đăng Khánh đang định đố Phương Hoa và đố quý vị thính giả luôn đấy, là tại sao ông nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín mà mình nghe cứ như là cái tên nó có ba chữ là ông nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Nhưng thật ra tên ông là ông Ánh chứ ông Nguyễn Ánh. Không, ai nghĩ đầu tiên là chắc ông tên là Nguyễn Ánh Chín là vì chắc ông là thứ 9 trong nhà, nhưng mà chắc không phải. Thường thường người ta nghĩ như thế. Đấy, có người hôm rồi có người phỏng vấn ông ấy bảo là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Bây giờ mình nghe quen là thành cứ phải là nhạc thành sĩ Nguyễn Ánh Chín thì mới được. Mới được, thì bây giờ bảo là nhạc sĩ Nguyễn Ánh không rồi thì không được, thì phải không? Người khác mất. Thành ra thì ông bảo là không có gì đâu. Là có người thì bảo là tại vì ngày xưa ông ấy có người yêu, rồi người yêu đặt cho ông cái tên có số 9. Có người lại bảo là tại vì ông ấy thương cô em gái thứ 9 là cô út quá, cho nên ông lấy tên là Nguyễn Ánh Chín. Nhưng hôm vừa rồi có người phỏng vấn ông ấy ở trong nước á, thì mới bảo là không phải đâu, nó cũng giản dị thôi, là vì ông đếm ra chữ Nguyễn Ánh thì cộng lại đủ 9 chữ. N-G-U-E-N cộng lại đủ 9 cái alphabet đó. Phương Hoàng nghĩ rằng là có một người nào Nguyễn Ánh đó đâu đó rồi thì ông sợ lộ để vào, chứ tự nhiên thì không lại thêm. Ông giải thích như vậy. Và ông bảo là từ vì hồi ông lấy vợ đó, ông lấy vợ vào ngày mùng 9, cho nên ông cũng thấy cái con số 9 nó hợp. Đấy, ngoài ra số 9 nó hợp này, người Việt Nam Á Đông của mình thấy 9 nút là tốt. Vâng. Lấy vợ lại cũng ngày mùng 9. Vâng. Tên của mình mấy cái mẫu tự cộng lại đếm ra đúng 9 cái. Vâng. Thành ra đâm ra bảo thôi lấy cái Nguyễn Ánh 9 nghe cho nó hấp dẫn, cho nó gây ấn tượng. Đấy là theo lời ông Nguyễn Ánh 9 nói chứ không phải là Đăng Khánh nói nhá. Thành ra là cái đó nó cũng vui nhỉ. Trong cái lịch sử âm nhạc mà có một cái... Nhưng một mà Vương Hoa cũng biết là trên đời này còn một người nữa có cái số bên cạnh nữa là ông Duy Thành 8. Tại Houston này, đúng rồi. Duy Thành 8, Houston này có một nhạc sĩ Duy Thành mà lại cũng hay đấy. Thì bây giờ tại vì sau khi mà nghe anh Đăng Khánh nói về ông Nguyễn Ánh 9 là 9 chữ đó, thì cái mẫu tự 9 chữ, thì bây giờ Phương Hoa đọc lại cái chữ Duy Thành thì nó 8 chữ. Đúng thành rồi. Thành ra ông này đặt là Duy Thành 8. Kiểu hiểu là ông có định lấy theo cái kiểu. Hai chục năm trước gặp Duy Thành thì chắc vẫn ở đây, nhạc sĩ Duy Thành mình ở đây này. Thì là đó, hồi mới gặp và bảo Duy Thành 8, hồi đó tại sao em lại Duy Thành 8 chẳng được giải thích. Nhưng mà đến bây giờ đó, nếu gặp lại Duy Thành hỏi thì chắc là đúng rồi đấy, vì mình cộng lại thử Duy Thành thì là 8, là cộng đúng cái 8 mẫu tự là Duy Thành 8. Như vậy giờ Đăng Khánh thì là Đăng Khánh mấy? Không biết, là Đăng Khánh 11 thì sao? Đăng Khánh hơi dài thì thôi. Không cộng nữa. Đăng Khánh thôi, khỏi cộng. Vâng. Thành ra nói về Nguyễn Ánh Chín thì có nhiều điều để nói lắm. Tại vì thật sự ra bây giờ một người mà gọi là nhạc sĩ lão thành
mà vẫn còn sinh hoạt được ở trong Việt Nam á, thì chỉ còn có Nguyễn Ánh Chín. Thật vậy. Tại vì ông không phải là chỉ có hoạt động trong ngành sáng tác, mà thật sự cái chính của ông là trong ngành biểu diễn. Ông là pianist. Ông là pianist. Cho nên hiện giờ, lúc mà trước khi ông hôn mê, bây giờ sau hôn mê thì ông còn đi làm nữa không? Thì Hoàng Hoa không biết, nhưng mà chắc chắn là trước đây cho đến ngày ông vừa mới bị ốm vừa rồi thì ông vẫn là hàng đêm ông vẫn rất là chỉnh tề, mặc quần áo là lúc nào cũng là com lê và đi trình diễn nhạc dương cầm cho một cái khách sạn lớn ở ngay thành phố Sài Gòn. Vẫn chịu khó đi làm đều lắm. Cho nên rằng là ông là một ông là một cái tên tuổi mà được các cái nhạc sĩ trẻ ở trong nước sau này lên rất là ngưỡng mộ, respect đó, tức là luôn luôn dành cho ông một sự nể phục. Quý mến. Cho nên qua một cái cuộc phỏng vấn gần đây lắm thì ông có trả lời nhiều câu nghe cũng trước khi mình nói về cái đó cho Đăng Khánh mình ngắt Phương Hòa chỗ này là tại vì mình xin nói lại với quý vị thính giả cho rõ nhé, là vì mình đọc bản tin thì biết là ông bị đau, bị mệt và có hôn mê một chút rồi sau đó tỉnh lại và đã bình thường rồi. Cho nên phải nói lại cái đó cho rõ. Không thôi ở ngoài nghe cứ thấy ông Nguyễn Anh Chín hôn mê với Nguyễn Anh Chín nguy hiểm. Chuyện đó không có. Hết rồi. Ông đã qua, ông bị ốm hôm rồi rất mệt và có vào nhà thương nhập viện đến mấy ngày và có lúc đã hôn mê đi nhưng mà sau đó đã chữa trị lại khỏe mạnh bình thường rồi, chỉ còn cứ yếu và mệt thôi nhá. Để nói rõ đấy, không phải nói là ông Nguyễn Anh Chính đang hôn mê thì nguy hiểm lắm. Đây trở lại là Phương Hoa cũng nói là trong nước nói rằng là ông ấy rất là nghiêm chỉnh, rất là còn làm việc hăng say với ở cái lứa tuổi 77 tuổi mà vẫn đi làm nghiêm chỉnh và làm việc đàng hoàng, vẫn đánh đàn để có một show đấy, và khắp có một show. Thành ra đó là cái điều rất đáng quý, đáng quý cho quý cho sức khỏe của ông. Và trở lại việc rằng là như là Phương Hoa nói đó, từ vì các người nhạc sĩ của cái thời ra đi rồi cũng không còn bao nhiêu, cũng còn mấy ai. Chẳng hạn như bây giờ Lam Phương là cái lứa đó thì Lam Phương thì cũng đã là mệt mỏi, ông ấy cũng đâu có ra ngoài, đâu có làm được cái gì đâu, đánh đàn hay gì đâu. Mà ông ở trong nước thì là nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín là coi như là lão thành, cây cổ thụ còn lại đấy. Vì vậy cho nên tất cả những cái nhận xét hay những cái ý kiến hay những cái gì người ta hay hỏi đến ông ấy và đều được trả lời rất là chững chạc và trả lời rất rất là nghiêm túc. Thành ra những cái vấn đề về âm nhạc Việt Nam mấy lúc về sau này, nhiều người dĩ nhiên nếu bây giờ mình nhìn vào cái âm nhạc Việt Nam thì có nhiều cái mình không có thấy thích hợp tí nào cả, có nhiều cái mình rất là không hài lòng. Chẳng hạn nói về vấn đề sáng tác ca khúc, ngày xưa thì mình nói là họ toàn làm nhạc đỏ với nhạc chiến tranh chiến đấu thì cái không kể, vì vậy cho nên họ không có làm âm nhạc mà tình cảm hay là những cái nhạc bình thường được. Thì nói đúng ra anh đang nói là cái âm nhạc thì nó cũng phản ánh cái xã hội, đúng vậy. Chẳng hạn như tại sao hồi xưa trong cái thời gian trước năm 1975 mà khoảng thời gian phân chia hai bên Nam Bắc đó, tức là thời gian chiến tranh đó, gia đình nào cũng có những người phải đi nhập ngũ ra quân đội, làm quân đội đó, thì ra rất nhiều những nhạc phẩm về lính chiến cái gì nó ra đời. Thì bây giờ nó không còn có nhiều những cái đề tài thời sự xã hội nữa, thì nó lại có những cái đề tài xã hội mà của cái đất nước đã thanh bình, nhàn nhã, nhưng mà theo ý Phương Hoa thì là nó cũng rất là không tức là từ vì cái xã hội bây giờ nó như vậy. Tại vì cái văn học nghệ thuật đó là nó là cái gương phản chiếu lại cái đời sống xã hội và nó cũng phản chiếu cái suy nghĩ cách sống của con người vào cái thời điểm mà cái âm nhạc, cái văn học, cái nghệ thuật nó phản ánh rất là rõ vào lúc bây giờ. Thì như chúng ta đều biết đấy, chúng ta nhìn vào xã hội trong nước thì nó rất là tự cái hoàn cảnh của đất nước sau chiến tranh thì bao giờ nó cũng khó khăn như vậy, nó du nhập tất cả những cái này vào và không digest kịp nữa. Và vì vậy cho nên nó có những cái mình không có thấy hài lòng chút nào hết. Thì lĩnh vực nào cũng có hết, thì thường thường người ta hay bảo bây giờ nhạc riết nó không ra làm sao, có lúc thì mình thấy nó lời lẽ nó có vẻ trần gian thô tục đấy. Thì thành ra nhiều người cứ hỏi thì có nhiều người hỏi về những vấn đề đó thì nó tế nhị, cho nên cũng có nhiều người chẳng muốn trả lời. Thế bảo thì quý vị nhìn thấy thế nào, thì quý vị thấy như thế. Chẳng hạn như Đăng Khánh thường khi bị hỏi về cái gì mà nó hơi khó trả lời quá về một vấn đề của xã hội đó thế hay của đất nước chẳng hạn, thì cái câu sau cùng hết mà Đăng Khánh thấy nó hữu lý ở chỗ rằng là cái dân tộc nào thể chế ấy, lúc bây giờ con người người ta như thế nào thì người ta chấp nhận cái công việc ấy như thế. Thế thì cái âm nhạc bây giờ nếu mà mình thấy rằng là nếu là mình thì mình không chấp nhận, mình không thích cái đó, nhưng mà nếu người ta thích là bởi vì rằng là cái dân tộc đó cái như thế thì họ chấp nhận cái đó. Cảnh xã hội nó đang như đó, vậy thì nó chấp nhận được thì cái âm nhạc đó. Thì ông Nguyễn Anh Chín khi được hỏi về nhiều vấn đề về âm nhạc thì ông có nói vài câu như thế này mà Đăng Khánh nghĩ là Đăng Khánh rất thích, là vì mình không nói được nhưng mà ông ấy thì nói được. Chẳng hạn như Nguyễn Anh Chín ông nói như thế này, vì cái vị trí
cái vị thế của Nguyễn Ánh Chín. Ông nói được những điều sự thật, ai thích thì thích, ai không thích thì thôi. Chính ông đã nói là thực ra âm nhạc Việt Nam mình bây giờ, tới bây giờ chưa có bài hát nào hay hơn những ca khúc nhạc xưa. Đồng ý không là tùy mỗi người. Đăng Khánh cũng không biết là mình đồng ý bao nhiêu phần trăm. Tại vì mình không biết hết thì mình không dám có. Nhưng mà đều ông dám nói. Và ông nói rằng mạnh dạn mà nói. Thì ngày xưa người nhạc sĩ viết nên những lời lẽ từ chính tâm hồn họ. Lời như thơ, nhạc thì xúc cảm. Cho nên việc nhạc xưa sống được đến bây giờ mà không bị đào thải cũng là chuyện dễ hiểu. Thế đâu ông nói quá đúng mà. Ông nói quá đúng. Âm nhạc bây giờ quái đản quá. Đồng ý là chúng ta phải chấp nhận cái mới, nhưng không phải cái gì của thế giới cũng du nhập vào Việt Nam được. Phải có một sự chừng mực nào đó. Đấy, ông nói cái đó Phương Hoa hay đấy chứ, phải không? Thấy rất là hay. Mình thấy như vậy hay. Thì cái điều mà đó nó chứng tỏ một điều, anh Đăng Khánh, cái điều ông Nguyễn Đăng Chín vừa mới nói, nó chứng tỏ một điều là trong một thời gian, trong vòng khoảng độ 2 năm trở lại đây, quý vị đã thấy là có rất nhiều những show ở bên Việt Nam rất thành công. Đó là những show gì? Những show mà trình diễn một chương trình nhạc, cũng giống như nhạc thính phòng vậy đó, và toàn là của những tác giả ở ngày xưa. Ngay cả bây giờ một show của Trần Thiện Thanh, tức là chắc tác giả nó cũng hơi nhạy cảm, tức là ông chuyên môn làm về nhạc lính đó. Vậy mà show đông nghẹt, hay là những chương trình nhạc như của Trịnh Công Sơn, rồi chương trình nhạc của những ông như là Anh Bằng, mà ông Anh Bằng cũng người ta làm, thì tất cả những show đó với lại ca sĩ ngày xa xưa về nữa, đông vô cùng và thành công, rất là thành công. Thì cái điều Nguyễn Ánh Chính nói không sai. Đúng thế, mình cũng rất thích ông nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Ông ấy thẳng thắn, tại vì bây giờ năm nay ông 78 rồi, bây giờ ông ấy nói sự thật, chứ còn bây giờ bao giờ để được nói sự thật mà nữa. Mà nói như vậy cũng là để xây dựng cho những thế hệ đàn em. Mà nói thật là mình cũng có cái hân hạnh được gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín một lần khi ông sang Houston chơi này, mà cũng nhờ nhạc sĩ Hoàng Văn của chúng mình đấy, nhạc sĩ Lão Thành Hoàng Văn của chúng ta ở thành phố Houston này, là bạn của các ông ấy. Thành ra là ông có đến gặp, gọi là cho mình cái cơ hội để được gặp ông Nguyễn Ánh Chín, có chụp hình. Có một lần có làm cái gì ở một cái nơi nào mình có đến thì một lần thôi. Nhưng mà thật ra là anh Hoàng Văn dẫn anh Nguyễn Ánh Chín đi lên, hồi đó mình còn đang bận quá đấy, ở trên phòng mạch có chụp cái hình ở trong đó, và mình rất là quý ông. Thứ bây giờ lúc đó cũng nói chuyện âm nhạc cũng thích lắm cơ, rồi suốt từ đó này có lẽ cũng đến cả mười mấy hai chục năm không có gặp lại nữa. Thành ra mỗi một lần nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, mình đều có cái lòng yêu mến, quý mến, và mình cũng rất là phục ông ấy trên rất nhiều vấn đề. Phương Hoa thích nhất là cái bài Không của ông ấy, hay ai mới lộn xộn nói cái gì và Không. Tôi không có còn thích cái đó nữa. Không, tôi còn yêu em nữa. Không, là cái rất là hay. Không, tôi không còn muốn ngồi đây nói chuyện với em nữa. Thí dụ như vậy. Bài đó thích thật, bài đó rất là thích, bài Không. Nói đến ông Nguyễn Ánh Chín mà cái lúc làm bài Không nó cũng lạ lắm. Tức là ông ấy làm cái bài đó, nó xuất phát từ một cái buổi mà ông ấy đi trình diễn cùng với nữ ca sĩ Khánh Ly sang bên Nhật. Lúc vào thang máy gì đó, bên Nhật về, xong rồi hỏi ông là thế nào tình duyên ngày đó còn trẻ đó. Thì Khánh Ly có hỏi ông là làm sao bây giờ, làm sao. Thì tự nhiên ông ấy nói Không, tôi không còn yêu em nữa. Thế là tự nhiên về có thành cái bài không? Đó bài. Đúng rồi, Đăng Khánh nhớ có đọc là lúc của bên Nhật rồi, lúc đi vào trong thang máy ấy, đấy là không. Hồi trước 75 là đến lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, xa xưa. Lúc mà ông còn đang còn chưa có vợ mà có bồ cơ. Bây giờ ông đã có chỗ ngoại, chỗ nội rồi. Nhưng mà cũng thú vị là vì như này quý vị, mình ít biết là mình vẫn cứ nói rằng là đi học nhạc á, là nhiều khi nhạc là một cái gì mình phải đam mê lắm mới được. Cha mẹ thì nhiều khi ít có, cũng rất ít, không có nhiều người lắm mà là thằng này lớn lên tôi nhất định phải bắt nó đi học nhạc, không có chuyện đó. Đa số nó thích thì cho nó đi học thôi. Nhạc để cho nó giết thì giờ nó trẻ. Mà vì đa số thấy là đi vào trong con đường nghệ thuật đó, thì nó cũng gặp nhiều chông gai vất vả đó, cho nên bố mẹ cũng không có hay đẩy con vào đấy mấy. Thì trường hợp như ông Nguyễn Ánh Chín là hồi đó ông rất là mê nhạc, mà bố ông thì nhất định không muốn cho ông đi học nhạc. Ấy thế mà rồi ông bỏ nhà, ông nói là tôi bỏ nhà đi năm 18 tuổi. Là lúc đó là tự mình đã đi học, mà ông ấy học trường Tây đấy nhá. Tôi học trường Tây, nội trú từ bé nên đã biết tự lập ngay từ nhỏ rồi. Cho nên lúc mà không có đồng ý với ông tự ông cụ không có muốn cho ông ấy đi học nhạc. Đấy, thành ra ông bảo, và ông cụ có nói là nếu đi học nhạc thì thì phải đi ra khỏi nhà. Thế mà ông dám bỏ ông đi khỏi nhà, và ông đi học nhạc và ông sống luôn bằng cái nghề âm nhạc nó mãi cho đến cuối đời. Thì ông cũng đấy là một cái điều cũng rất thích, là vì mình đam mê thì mình dám làm, mà dám làm thì nó sẽ có kết quả. Nhưng mà tốt. Được sống bằng cái âm nhạc cả đời thì cái đó cũng là một, sướng một, lắm, một cái điều một cái... hơn nhiều người, là bởi vì sướng lắm, sướng nó lắm. Khổ lúc nào thì không biết, nhưng mà chắc chắn là cứ được chắc chắn nó sướng, cho nên người ta tiếp xúc với âm nhạc hàng ngày có sướng hơn là tiếp xúc với con số như những người làm CPA.
Phương Hoa sao? Như cô Phương Hoa thì cả. Phương Hoa có làm CPA. Phương Hoa không phải làm CPA nhưng mà Phương Hoa rất là nể phục mấy người làm CPA nhé. Tối ngày cứ phải đi ra phải lo những cái chuyện mà nhức đầu như vậy, không phải chỉ cho một mình mà cho nhiều người nữa. Phương Hoa không làm nổi đâu. Rất phục. Mọi cái gọi là cân bằng ngân sách trong gia đình không thôi, Phương Hoa đã đủ chết rồi. Thì thấy Phương Hoa cân bằng ngân sách có phải vất vả lắm. Số sách cả ngày. Trong khi đó bây giờ những người CPA xong phần mình rồi lại còn phải đi lo phần người nữa. Cho nên Phương Hoa rất là respect những người làm như nghề đó, bởi vì họ chắc phải có một cái đầu óc tỉnh táo nào chứ Phương Hoa mà cứ đi theo những cái thăng trầm của thân chủ mà làm kế toán thì chắc không nổi. Đi theo cái thăng trầm của ông nhạc sĩ này đi. Thì đủ chết rồi đấy. May quá bây giờ đang đúc thăng tức là không phải làm gì cả. Vâng thưa quý vị, bây giờ mình phải sang một cái tin khác nữa. Bây giờ quý vị biết nhạc sĩ ca sĩ Thúy Hồng, không phải ca sĩ kịch sĩ Thúy Hồng chứ. Chị Thúy Hồng. Ngày xưa chị Thúy Hồng ở Houston năm khi mà Giang Khánh mới về đây mở phòng mạch năm 1980. Rất nhiều là chị có đến thăm mà phòng mạch chữa răng của bác sĩ Thăng lúc bây giờ tức là mình về là những người đầu tiên đấy, thành ra nên được hân hạnh gặp chị đó mà đến bây giờ có dịp nói lại này. Rồi bây giờ chị ấy bây giờ thì có vẻ là năm nay chị đang muốn tính giải nghệ, đây là chỉ có theo tin ở trên mà Phương Hoa đọc được trên mạng thôi chứ còn không biết là cái này có đúng không, nhưng tức mà là chị chưa giải nghệ, chị chưa giải nghệ và sắp có một cái show gạ dã từ sân khấu. Thì không biết cái này cái kiểu mà có một show dã từ sân khấu xong rồi ở nhà nhớ quá lại trở lại không thì Phương Hoa không biết, nhưng mà thật ra thì Thúy Hồng đã tham gia kịch lúc từ rất là lâu, từ nhỏ và đã ở trong nhiều đoàn kịch như đoàn kịch Kim Cương, đoàn đúng kịch rồi. Thúy Hồng, tầm rồi đoàn của Thẩm Thúy Hằng, rồi ngay cả những người Hoa Tình Thương, tức là chị là những người kịch sĩ đầu của cái làng kịch nghệ của Việt Nam. Thì bây giờ thì chị đang nghĩ rằng là mình đến cái thời gian không muốn sinh hoạt nữa và sẽ có một cái buổi nào đó để dã từ sân khấu. Ban kịch sống, cái đoàn kịch sống đó sẽ làm cái vở diễn, cái vở Cuối Đời Thương Nhớ. Vâng. Là cái buổi diễn sẽ được thực hiện. Để thực hiện ngày Chủ Nhật ngày 17 tháng 4. Vâng. Với hai suất là bởi vì chị làm cái này để rồi có gì có lẽ là từ giã đấy. Tại vì chị nói rằng là cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc hội ngộ nào có vui, có hạnh phúc đến đâu rồi cũng phải lúc chia tay. Giống như thế, Thúy Hồng sau gần 60 năm đứng trên sân khấu, biết bao nhiêu là vở diễn vui có, buồn có thì chắc cũng đến một lúc mình phải dừng chân thôi. Đó là chị nói như vậy. Phương Hoa nghĩ có thể chị dừng chân là bởi vì bây giờ sợ là trong nhiều vở kịch nó thiếu cái vai mà có ở cái tuổi của chị. Tức là vở nào phải có vai bà nội, bà ngoại thì mới có đến chị. Bây giờ tuổi của chị rồi, Thương Nhã thì làm một cái vai mà trẻ trung, mà kịch thì thường thường phải trẻ trung, nói năng phải rất là dễ kịch mà tính. Bây giờ muốn trai muốn trẻ dễ không, nhưng có gì khó đâu. Còn đó, thành ra cho lẽ là cũng nghỉ, tại vì nếu mà tính ra tuổi thì chắc chị Thúy Hồng cũng không thể nào lớn hơn Phương Hoa lắm được, bởi vì Phương Hoa nhớ là ngày mình còn tuổi teen đó thì chị cũng đang ở trong cái ban kịch trẻ, lớn hơn tí thì bây giờ cũng ở cái xấp xỉ 70. Đoán thì chắc chúng chứ không sai đâu. Không thể sấp xỉ 70 được. Sấp xỉ 70 tức là mới có bằng bà ngoại Phương Hoa thôi. Là bởi vì chị chắc chị lớn hơn mình độ 4-5 tuổi. Có thể là chị cỡ không, cho chị trẻ sinh năm 40 thì chị đi. Có nắm kịch được mà. Thì cho chị sấp xỉ 70 nhá. Bây giờ nói đến kịch thì Phương Hoa phải cho Phương Hoa nói cái này. Nói tí thôi, không dám nói nhiều. Mấy hôm nay ở bên Cali cơ, chứ không phải bên này. Nhưng mà tại vì Phương Hoa cũng hay đi thăm thú ở trên mạng cho nên cũng biết nữa là đang có một người kịch sĩ hài đang bị bắt ở bên Việt Nam, bên California vì một vài cái tội mà nặng đối với Mỹ là rất nặng, tức là có liên hệ về với trẻ em tình dục tình dục đận thì đó. Cái đó thì để cho báo đấy, nhưng mà Phương Hoa không định nói đến cái vấn đề anh đang bị nạn. Cái chuyện bị nạn thì cũng tội nghiệp, nhưng mà cũng chẳng quen, bọn chưa bao giờ coi của anh cho nên không biết cái gì này. Nhưng mà có một cái điều nó làm cho Phương Hoa bị phản cảm, tức là khó chịu, rất khó chịu. Okay. Là hãy mở một cái trang nào ra thì đều thấy cái loại tin đó, mà cứ cái tên Minh Béo đó nó cứ xuất hiện hoài. Hài Minh Béo. Nhưng mà ngay cả đến khi mà có một chỗ nào phỏng vấn của một vài người ngoài nó cũng nói đến là hôm nay Minh Béo thế này kia, sao lại có thể đặt được cái tên đó thì có thể. Phương Hoa nghĩ là chữ Việt Nam của mình đó nó nhiều lắm và nó có những cái chữ mà ở làm hài hay gì cần phải xài, nhưng mà cái chữ nếu là đặt tên cũng như ngày xưa các cụ mình đó, có khi muốn một cái điều gì quá xong rồi cứ không làm được rồi lại thực hiện lại đem đặt vào tên cho con đó. Thí dụ như là
Minh Xuân như là không có nhiều chữ lắm, nhưng mà riêng cái chữ Minh Béo thì Hương Hoa không thích cả. Không cho nên vậy, vì vậy chứ người ta có thể người ta không yêu mình, người ta đặt cho mình một cái tên được, tại vì cái đó là quyền của người ta. Nhưng mình đừng nhận mình là cái tên đó. Không sao đâu. Ông này ông ấy nhận tên. Không sao đâu. Hai mà lấy cái này là hai cho nên lấy cái tên Minh Béo để cho nó vui, nó gây ấn tượng. Bởi vì ông đâu có mập thật, anh này có hơi mập thật. Nhưng mà nói một chút mình về cái đó. Cái này khó quá. Nói tóm lại là Phương Hoa không thích cái tên Minh Béo, nhưng mà Phương Hoa đang khánh thì lại thích. Phương Hoa nghĩ là tên làm sao để cho nó có vẻ hài cũng nên, cũng có nên có. Nhưng mà có những cái nó ngôn ngữ nó phải đẹp. Ngôn ngữ đẹp nhưng mà cái này hài cho nó vui thôi. Nhưng mà đại khái là cũng tự vì cái tin đó nó cứ hiện ra trên internet suốt ngày, lúc nào cũng có thấy Minh Béo bị thế nào kia, thì thứ nhất là cũng tội nghiệp cho anh này, từ Việt Nam sang đây diễn không biết gì về cái vấn đề của anh. Thành ra thì thôi thì mình chỉ nhắc sơ qua thôi. Nhưng mà tự vì Phương Hoa muốn nói cái tên Minh Béo thôi thì cái đó tên hài. Thành ra đang Khánh bảo không sao, tên hài thì muốn tên gì cũng được, phải không? Có quá rồi không được. Nhưng mà đối với Phương Hoa, somehow người ta có thể đặt cho mình cái tên Minh Béo nhưng mình đừng nhận. Mình tự xưng mình một cái tên khác đi thì tự nhiên người ta không gọi mình cái tên đó nữa. Nhưng mà có lẽ có khi anh này lại thích cái tên đó. Thôi bây giờ cái tên này hay hơn. Cái tên Andy Trần này thì hay hơn. Okay. Là bởi vì cái kia là Minh Béo là tên hài, là tên diễu, tên làm hài kịch. Còn tên Andy Trần này serious này hay hơn, đúng không? Đúng. Thì tại sao mà lại nhắc đến Andy Trần thì là nói... bởi vì đang nói đến diễn viên, đúng diễn rồi. Viên hài thì để Đăng Khánh nói cho một cái diễn viên người Việt Nam mình gốc Việt đàng hoàng nhá, nhưng mà hiện giờ đang được diễn ở trên Hollywood. Nhưng mà sở dĩ nhắc đến cái anh Andy Trần này là vì Andy Trần là người Houston. Đó, Phương Hoa có biết không? Thế bây giờ cái tên Andy Trần thì Phương Hoa có thích hơn là Minh Béo không? Tên bình thường thôi. Nói ok. Thành ra là nhân dịp đấy mình mới nói là Andy Trần, tại vì trong cái lĩnh vực ở Hollywood á, phim ảnh ở Hollywood vào đấy nó khó vô cùng. Thế mà Andy Trần xuất phát là một người gốc người Việt mình tại Houston này mà lại đi vào được Hollywood. Anh ta là một sinh viên hồi trước ở đây học kinh tế ở Houston này, đại học Houston, tốt nghiệp kỹ sư, xong rồi lại đi xuống Austin lại học tốt nghiệp về kinh tế. Vâng. Rồi sau đó trong lúc làm sinh viên ở trong hội sinh viên ở dưới Austin á, thì mình cứ đóng kịch hàng năm ấy mà. Vâng, thí dụ mình đóng Lê Lợi hay là Vua Lê Chiêu Thông hay là Trần Hưng Đạo hay là đại khái đóng kịch thì thấy mình có khả năng diễn thích quá. Thế là bèn chuyển sang học kịch nghệ. Thế là đi diễn kịch, xong rồi về sau vì đi diễn kịch như vậy thì lại được có một cái cơ hội trên Dallas, cái đài truyền hình gì đó ở trên Dallas ấy, nó cho đóng một vai. Thế sau khi đóng được ở trong cái một vai trong The Jay rồi của NBC ở trên Dallas. The Jay này không phải là cái Jay hàng đêm đâu. Đây là một cái show hàng tuần ở trên đó thế nào đó. Thành ra Andy đóng xong cái đó thì thích quá. Thành ra bảo thôi bây giờ đi sang Hollywood. Thử coi có hy vọng gì không. Thế mà quý vị đừng cứ tưởng tượng như hàng năm mỗi năm đó. Phương Hoa tưởng tượng là người ta đổ vào Hollywood đó. Những người đi tìm cơ hội đó. 100.000 diễn viên. 100.000 diễn viên đi thử. Mới được một vài người. Mà anh này được. Mà chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, hàng năm cả 100.000 người kéo đến đấy. Và trong cái số người kéo đến đấy để hy vọng, chẳng hạn mình vẫn coi những phim mà Phương Hoa nói là sao lấy đâu ra đông thế đó. Chẳng hạn như là xuống đường, chẳng hạn, biểu tình duyệt bắt được chứ nó cả đông đông đến cả mấy chục ngàn người. Thì ở bên Hollywood mình nghe nói là cứ nó ra nó cho 5 đồng chạy vào cứ chạy tới chạy lui, hiểu không? Thì những người đó cứ đến đấy chờ coi nhỡ nó gọi vào làm gì, cho nó gọi vào để đánh lộn chẳng hạn. Thử vào. Mà nếu đánh lộn khéo thì đôi khi lại được vào. Thì lại được vào. Thế có 5% người Á Châu cũng đến đấy làm cái điều đó. Thế mà rồi sau cùng Andy này đi vào được trong đó. Dòng chính của và đi vào trong đó và đã được người ta cho đóng phim. Và anh ta đã được nghĩa là có phim đóng và sắp sửa trình diễn đấy. Cái phim nó gọi là phim gì thế này. Nhưng mà nói như thế thì phải nói rằng anh thực sự đã có cái tài về kịch nghệ. Có tài, có tài và yêu nghề. Nhưng mà nếu nói đến tài năng đó, anh này lớn tuổi, có tài thì được. Nhưng mà không lớn tuổi đâu. Không lớn tuổi đâu. Trưởng thành rồi. Bây giờ Phương Hoa nói là có một em bé xíu. Nhưng mà phải cho Đăng Khánh nói nốt, nếu không thì không fair với Andy. Là vì Andy Trần đó là cái phim mà vừa đóng đây đó, là tên là The Last Ship. Tức là cái The Last Ship là cái là về hải quân, trong hải quân. Cho nên anh ta đã đóng cái phim này rất là vất vả và rất là thích thú cái nghề này. Cho nên nó sẽ chiếu một ngày gần đây ở trên TNT. Và cũng một điều nữa là cũng phải nói cho nốt, bởi vì nếu không nói thì không fair với Andy. Nhá, là Andy nói thế này. Là có người hỏi chứ thế bây giờ có nên các em mà nó muốn đi học diễn viên như anh ấy, thì anh có khuyên là nên làm gì và có nên làm không? Thì Andy trả lời rõ ràng là nếu các em có một cuộc sống bình thường,
Nếu các em thích sau này có nhà đẹp, có xe sang, có cuộc sống sung túc, nếu các em muốn lập gia đình bình thường thì tôi nói là đừng đi làm đóng phim. Làm diễn viên khổ lắm, bởi vì tương lai chẳng có. Hôm nay có được job này mà ngày mai không biết lúc nào mới lại có. Tại vì em đi chưa lên đến Brad Pitt với lại Tom Cruise chứ nếu mà lên đến đó rồi thì là bảo cứ đóng đi vào. Thì tất cả những cái gì mà Andy vừa mới đang lo lúc nãy thì nó có đầy dẫy chứ đâu có gì khó đâu. Thì nhưng mà đang nói đến tài năng Việt thì bây giờ hôm vừa rồi mình xem ở trên TV và giờ bấm ra vẫn còn đó, tức là cái ông Steve Harvey đó, ông Steve có Harvey. Làm một cái gọi là Star Kids. Star Kids hay là Kids Talent. Kids Talent cái gì đó. Thì để mà tuyển chọn những cái tuổi trẻ, thật là trẻ mà tài năng đó. Thì Việt Nam mình có một em bé kêu vô cùng, mới có 3 tuổi à. Đúng rồi. Mới có 3 tuổi mà nghe nói mẹ chỉ mới cho đi tập đàn piano có đâu vài tháng. 6 tháng. 6 tháng thôi. Vậy mà bây giờ em có thể ngồi lên đàn mà nhớ được những cái bản nhạc cổ điển nhá. Chứ không phải là nhạc vớ vẩn nhá. Giống như là đinh đong của trẻ con mới học đâu. Đánh tay nhanh và hay và vô cùng, mà phải nói là ông cứ bế thằng nhỏ đưa đi đưa lại, kêu không thể tả được. Thì mình mới biết rằng là ông trời ông sinh ra thật có cái độ IQ nó khác nhau. Bằng chứng là mới học có 6 tháng thôi, người lớn đây này mà học 6 tháng chưa xong được cái một phần trang của cái Method Rose mà bây giờ đánh một bản cổ điển thật khó mà thật hay. Thì ông thích lắm. Ông thích mà không phải một mình ông thích nữa. Cả thế giới bây giờ đang thích là bởi vì nếu nó không thần đồng như vậy thì đã không được đưa lên như vậy. Và chúng ta nhắc đến là bởi vì đó là một em bé người Việt ở bên Cali. Em bé người Việt Nam. Tên gì tại vì mình hòa quên ở bên Cali. Em bé đó hình như là con của một cô làm sướng ngôn viên ở bên đó thì phải. Sướng ngôn viên ở bên đó. Để coi các phản để đang hay nhớ rồi, nếu mình nhắc đến cái đó cũng là cái điều hãnh diện. Mình cứ bảo là ở Việt Nam mình, cái người Việt Nam mình vậy chứ giỏi ghê chứ không phải không có giỏi cái gì là không, không có cái gì mà không làm được đến nơi đến chốn cả. Thì có lẽ mình không còn nhiều giờ nữa, em muốn Nhân Khánh mình nói qua về Angela Jolie đi, tại vì Trung Hoa rất yêu cô này cô ấy là tài tử number one của thế giới bây giờ, chứ không phải là rất đáng ngưỡng mộ. Rất đáng ngưỡng mộ bởi vì chúng ta biết cô này qua cái phim gì đầu tiên có nhớ không? Cái gì mà nhiều Mr. and Mrs. Smith. Ôi rồi, phim đó thì tuyệt vời. Nếu quý vị nào chưa coi đó, quý vị mướn hoặc là quý vị vào internet ấy, là Mr. and Mrs. Smith, hai người này nó đóng phim đó hay vô cùng, và sau khi đóng xong thì lấy nhau luôn. Không xong thì thích nhau nhưng quá mà, và lấy nhau luôn. Nhưng cái cô này Phương Hoa nói đến là đúng, là vì cô này rất là đáng nể phục, rất là đáng cái tâm hồn của cô ấy, cái tấm lòng của cô ấy. Nếu cô không có một cái lòng mà thật là bao la bợ rộng lượng, cô đã không thể là nuôi được đến mấy em mồ côi mà bây giờ là con cô mà sướng ghê. Đôi lúc nhìn vào chỉ muốn làm con nuôi cô thôi. Bách Thiên có một tên Việt Nam, một em Việt Nam. Thiên em Việt Nam. Thì bây giờ không phải chỉ có việc cô nhận những đứa trẻ em xấu số mà về làm con nuôi đâu, mà cô còn có rất nhiều những cái hoạt động về xã hội và từ thiện nổi tiếng nhiều năm nay ở trên thế giới, và hiện giờ bây giờ cô cũng đang hoạt động rất là mạnh ở khía cạnh tự nhiên chống. Thế này là vì ở trên thế giới này cái những người nào mà nổi tiếng là một, có lòng tốt là hai, có phương tiện là ba, thì người ta hay mời để làm những công việc từ thiện. Ngày xưa hình như Diane phải không? Diane của Anh thì cũng là đại sứ của tình thương của Liên Hợp Quốc. Thì Angela Jolie này cũng đã được nữ minh tinh Hollywood này đó, cũng đã được Liên Hiệp Quốc cử, gọi là mời làm đặc phái viên về các vấn đề tị nạn cho Liên Hợp Quốc. Như vậy những cái vấn đề gì mà về ấy thì là người ta mời, người ta cử cô ấy đi. Thì dĩ nhiên là trên thế giới bây giờ mình biết cái điểm nóng của cái chỗ đang tệ nhất là chỗ bên Syria. Syria thì đang nghĩa là cả nửa cái nước, 5 triệu người là không nhà không cửa, là tha phương cầu thực đó, ở trong những trại tị nạn khổ vô cùng. Cho nên cô đã sang đến tận bên đó đấy, cô lặn lội sang đó, nghĩa là mưa nắng gì cô cũng đi hết, dưới trời mưa xối xả cô cũng nghĩa cô là hoạt động đến nỗi mà bây giờ người cô gầy đét ra và marriage của cô đang in trouble bởi thế vì thế. Là cô hoạt động quá, cô ăn không được. Rồi, cô stress, cô gầy rồi đến nỗi mà chắc ông Brad Pitt ông phải dọa lên dị. Thì cái này là mới nghe nói dọa thôi chứ không chắc, không hy vọng là không, bởi vì cái đó là cặp đôi, đó là cặp đôi lý tưởng. Nếu nó có chuyện gì xảy ra Phương Hoa cũng đau lòng lắm. Thành hôm vừa rồi thì cô với cái tư cách là phái viên về vấn đề tị nạn của Liên Hợp Quốc, cô đã đến Syria và cô ấy đã kêu gọi toàn thế giới đó, hãy cứu giúp những người ở đấy.
cô coi những cái chuyện đang xảy ra bên đó là một cái thất bại thê thảm và đáng xấu hổ của cộng đồng quốc tế. Nghĩa là cô kêu gọi cộng đồng quốc tế phải hành động để ngăn chặn chiến tranh ở Syria và tìm cách cứu giúp những người tị nạn, vì người ta không nhà không cửa, khổ quá. Thành ra đó là những việc làm của cô ấy. Rồi cô không kể nữa là bởi cái lý do mà tại sao cũng tội nghiệp là vì 23 triệu dân của người Syria không nhà cửa và đi sống lang thang bờ sông bụi như vậy thì có tội không chứ? Trong cái số 23, một nửa trong số 23 triệu đó, tức là cả chục triệu người bây giờ đang màn trời chiếu đất, bệnh, đói rồi đủ thứ tệ nạn xã hội. Thành ra cô kêu gọi tất cả các cường quốc phải giải quyết những cái việc đó. Vâng. Có tội không? Vâng, thưa quý vị, mình nhìn trên đồng hồ thì cũng đã hết giờ. Thành ra chúng tôi phải tạm chia tay quý vị và hẹn quý vị trong chương trình tháng tới. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thành ra mình còn, thật ra là mình còn độ khoảng 3-4 phút nữa. Thành ra như là Đăng Khánh có đồng hồ điện tử đó, Đăng Khánh này để bấm vào đây cái nó còn 1:22 phút, trong khi cô Phương Hoa đó cô lại xài cái đồng hồ đeo tay mà cô không có thay pin nữa quý vị, là vì cô có mỗi cái đồng hồ mà cô ấy chẳng bao giờ đeo cả đấy, cô cứ vứt đấy xong lúc nào vội thì lại đeo vào. Thế thành ra đa số là pin của cô chết từ bao giờ rồi. Thế nên cái đồng hồ cô ấy nó chết mà cô không thay pin, cho nên cô nhìn vào đây cô tưởng quá giờ rồi. Trong khi Đăng Khánh cứ cười thầm là vì mình nhìn vào đây mới có 1:23 mà cô này cô bảo hết giờ được. Thế lạ quá. Nhìn lại và mới chợt nhớ rằng hôm sáng này cô lấy cái đồng hồ đó, mình biết hôm trước cô ấy có nhờ Đăng Khánh đi thay pin mà mình chưa có thời giờ, chắc cuối tuần này phải đi thay pin hộ đấy. Thành ra là thật ra là mình còn vài phút nữa để mình nói chuyện với nhau, là vì như Đăng Khánh đã nói với quý vị rồi, Đăng Khánh rất là nhớ quý vị. Chứ vậy chứ một tháng trôi qua ngày xưa đó, hồi mình còn trẻ mà đi học á thì mình cứ mong cuối tuần để được gặp mà người đại đi, là người yêu đi, người yêu bé nhỏ mà. Thì về hồi đó học lớp 12 thì người yêu bé nhỏ lớp 9 đến lớp 10 vâng. Đến chơi được thì đấy là nhớ nhung. Hồi xưa thì người yêu bé nhỏ bây giờ có đi hẹn thì người yêu lão thành. Thật ra là nhớ quý vị, đây là nhớ những nhưng mà bây giờ nếu mà còn giờ Phương Hoa nói một cái này nhé, nếu mà quý vị nào mà có nhà cho thuê, quý vị có chừng nhé. Sao thế? Quý vị cho người ta thuê nhà thì ở thì lâu lâu cũng phải đi dạo qua một lần nhé. Ở bên Cali có một cái trường hợp rất là lạ cái này, tại vì cái này nó không dính gì đến văn học nghệ thuật cả, nhưng mà Phương Hoa thì thường là nó tếu. Cho thuê nhà xong rồi bên trong nhà người ta thuê, người ta làm đóng cửa, mình cứ im ỉm mình không biết cái gì cả, rồi nó biến cái nhà thành cái chùa, mà sau đó thì nó thành một cái nơi không giải quyết được. Họ đổi nhà mình thành ra một cái am, cái chùa rồi, và đồng thời là nơi chứa chấp những cái người mà đi sang theo cái dạng mà tu hành hay cái gì không biết nữa ở bên Cali, và đã là một cái problem rất là lớn. Thành ra quý vị phải canh, bởi vì bây giờ cái vấn đề đạo đó, nó khó nói lắm. Bởi vì là nhất là ai cũng có thể mở am, mở chùa được, và ai cũng có thể là thành sư được. Mà đó cũng là điều mà Phương Hoa rất là ưu tư. Phương Hoa là Phật tử chính cống, Phật tử thuần thành. Nữa là khác, thuần thành đây không có nghĩa là tuần nào cũng phải đi chùa hay là gì cả. Phương Hoa tin về cái lý thuyết của đạo Phật, chứ lẽ nhiên tin Phật thì đã đành rồi, nhưng mà cái lý thuyết của đạo Phật thì Phương Hoa càng đọc thì càng thấy là nó không có cái gì là quá tuyệt vời hơn. Nhưng mà cũng vì vậy cho nên thành là cái hoàn cảnh đất nước của mình bây giờ, cái vấn đề tôn giáo nó rất là dễ bị lợi dụng. Thành ra ai cũng có thể mở chùa và ai cũng có thể đưa người sang và nói đây là sư, là cái lý do là Phương Hoa cái tin này nó nhiều quá ở trên internet, cho nên Phương Hoa đọc xong người mang ra bàn cãi và mình không nhân dịp đấy có giờ thì Phương Hoa nói thì Phương Hoa định nói là nếu có nhà cho thuê thì cẩn thận, chứ mình không định analyze cái chuyện Phật pháp hay là chuyện sư hay chuyện chùa hay chuyện gì cả. Nhưng mà tự vì cái tin này bên đó nó nhiều, xảy ra cho nhiều người bên Cali quá, là mình cho mướn nhà xong rồi từ từ họ tụ tập lại, rồi họ làm thành chùa, rồi họ lặng lẽ họ sửa đằng sau, rồi họ mở rộng ra các cái. Đến bây giờ cái bà chủ nhà đến, từ cái tin này nó dài và nhiều lắm, là bây giờ không biết làm sao bây giờ. Bây giờ nếu mà kick out thì cái chuyện là cái chuyện bây giờ nó đâm ra là cái nơi thờ tự,
Đấy, mà nó bây khó. Giờ nó phiền và lại có đông người đến nữa kick out. Bây giờ bảo mấy người kia, người ta bảo thì cái việc đưa ra luật pháp người ta evict là xong cái gì, nhưng mà bây giờ cái chỗ nó đông lắm rồi và cái thế lực của cái người đông người nó cũng khó làm à. Không kể là có những cái không gỡ ra được nữa. Thành ra nhiều người ta lên trên đó người ta kể tôi cũng bị như thế này, rồi cũng lại biến nhà thành chùa. Đây là chuyện có thật ở bên Cali, chứ vào internet thì thấy sẽ thấy ngay nhiều lắm. Thành ra bảo là cái chuyện kỳ cục quá, không thể tưởng tượng nó có thể xảy ra được như vậy. Cho nên mình cũng nói thật, mình cũng có vài cái nhà cho thuê, thì bây giờ mình sợ nó biến thành chùa. Thành ra tôi không phải nhắc là vậy. Không phải nói đùa, anh Đăng Khánh nói đùa vấn đề thôi, nhưng mà thật sự ra không phải một mình Phương Hoa hôm nay nhân dịp nói thôi. Cái vấn đề đạo đời hay là vấn đề tôn giáo nó là vấn đề rất là tế nhị, nhưng mà riêng về đạo Phật của mình nó có một cái lý thuyết rất là tự tâm, cho nên nó rất là khó, nó không có nhiều cái ràng buộc đối với giáo hội, cho nên nó rất là khó. Cho nên là mình đi theo đạo thì mình phải giữ đạo, nhưng mà đều theo sư thì không chắc, nhưng mà theo đạo thì phải giữ đạo. Nói vậy là đủ. Vâng, thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tháng tới. Xin cảm ơn quý vị.